Hoàng Vy xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình sự kiện trong ngày của Sài Gòn TV trên băng tần 57.5. Và thưa quý vị, ở phần 1, Hoàng Vy có chia sẻ với quý vị một cái bản thăm dò mới nhất của Trung tâm nghiên cứu Pew Research Center ở Washington, khi mà họ đưa ra kết quả là phần lớn những người Việt Nam ở Mỹ lâu năm á, thứ nhất là đều có cái nhìn thiện cảm với Mỹ và họ nếu mà có điều kiện thì họ cũng không muốn về Việt Nam. Nhưng mà nếu như được hỏi về Việt Nam thì hầu hết đều thiện cảm Việt Nam, chỉ khoảng 16% là có cái nhìn tiêu cực. Thực ra là người Việt Nam ở Mỹ chỉ cảm thấy là ác cảm hay cảm thấy là có cái nhìn không có thiện cảm đó, rất là tiêu cực với Việt Nam, là hầu hết họ cho rằng là ở chính quyền, ở cái sự lãnh đạo hiện nay, là bởi vì có quá nhiều những cái tình trạng tham nhũng. Những câu chuyện tham nhũng thì chúng ta không cần phải nói nữa. Những ngày này nè thưa quý vị, Hoàng Vy cũng có đưa tin trong sự kiện trong ngày, trong cái phiên tòa xử cái vụ đại án chuyến bay giải cứu. Mà từ cái vụ án này đây, người ta mới nhìn ra, mới thấy rùng rợn về cái chuyện mà ăn hối lộ. Không phải là bạc trăm, bạc ngàn, bạc triệu, mà ăn hối lộ đến tính bạc tỷ. Mà người ta ăn hối lộ một cách quá dễ dàng từ cái chiếc ghế mà họ có được, thưa quý vị. Từ cái phiên tòa, người ta nghe được những cái lời khai của những cái vị quan chức. Rồi bây giờ khi đã nhúng chàm rồi, ra trước đối diện với pháp luật và đối diện với công luận thì họ mới khóc lóc và họ hối hận. Nhưng mà too late, xin lỗi, đã quá trễ rồi cho những cái giọt nước mắt hối hận đó. 54 bị cáo xuất hiện trong cái phiên tòa đại án chuyến bay giải cứu thì có 25 người là cán bộ cao cấp trong các chính phủ và 21 người là bị buộc tội tham nhũng và một người là nhận án tử hình. Thì trong cái chính những cái điều này đó thì làm cho những người mà Việt Nam ở Mỹ lâu năm họ nhìn về quê nhà và họ cứ chặt lưỡi và nói rằng đúng là ở Việt Nam đó thưa quý vị, người ta ăn không chừa bất cứ một thứ gì. Nhưng mà trong cái phiên tòa chuyến bay giải cứu này cũng có một cái số tình tiết nó vừa bi và hài kịch. Ví dụ như có một cái nhân vật thưa quý vị, ăn hối lộ, ông này là ăn hối lộ, là cựu phó chủ tịch tỉnh Quảng Nam, tên là Trần Văn Tân. Ông ăn hối lộ cũng bét nhòe trong cái chuyến bay giải cứu này. Bây giờ ra tòa rồi ông cũng thể hiện cái sự ăn năn hối cải. Ông nói ông nhìn thấy là ông sai quá rồi, ông xin là khoan hồng để trở về. Nhưng mà cuối cùng rồi ông cũng bị buộc tội. Mà vấn đề dân tình, người ta nói, dân mạng người ta đang chế giễu, người ta nói là ông Tân này nè, ra tòa coi như là cứ lẫy kiều, lẫy liên tục luôn, lẫy kiều, đọc thơ, ngâm thơ, lẫy kiều, xong rồi vô tù, vẫn vô tù. Buồn cười lắm quý vị. Ông Tân này đó là bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 200 ngàn và bị đề nghị mức án là 7-8 năm tù. Nhưng mà tại tòa đó, khi mà được phép nói lời sau cùng thì ông Tân, ông phó chủ tịch của tỉnh Quảng Nam, ông nói như vậy nè: thật đúng là như tôi có suy nghĩ, vườn nhà dẫu vắng người chăm sóc, ly trắng đào hồng tự nở hoa, tôi chỉ tiếc một điều là tôi đã nhận quà cảm ơn bằng tiền của một doanh nghiệp. Ông này chắc chắn là dân, chắc là hồi nhỏ đi học phổ thông là chắc là trong đội tuyển văn hay chăng nè thưa quý vị. Toàn là ra tòa mà khai đọc thơ, đọc văn không mà ăn hối lộ xong ra tòa đọc thơ rồi lẫy kiều. Ông lẫy kiều như thế này nè: Tôi đã trót đà gây việc trong gai, còn chờ lượng bể thương bài nào chăng? Và ông nói rằng bản thân sẽ chấp hành bản án tù thật tốt, sớm trở về với Quảng Nam và về với vợ con để gia đình. Và ông lại lẫy kiều nữa: để mà một nhà sum họp trúc mai, càng sâu nghĩa bể càng dài tình sông. Đó là chuyện mà ông lẫy kiều như vậy. Và 4 ngày trước cũng tại phiên tòa này thì truyền thông người ta cũng bật cười và người ta thuật lại cũng ông Tân này nè thưa quý vị. Ông lại lẫy kiều khi mà tự bào chữa cho mình. Ông nói là bàn tay trót đã nhúng chàm, vậy rồi dừng lại biết làm sao đây. Đó, mà cho dù lẫy thì kiểu lẫy kiều cách mấy, ông vẫn phải vô tù và ông vẫn phải đối diện với lại cái hình phạt từ pháp luật. Nhưng mà nhân cái chuyện mà kiều bói kiều như thế này á quý vị, nếu mà ai mà đã từng yêu thích thơ văn hay là yêu thích những cái vần thơ của truyện kiều năm xưa đó, thì quý vị nhớ là trong truyện kiều á, ngày xưa hay có cái vụ là bói kiều, tức là mở ra một cái cuốn truyện kiều mà ngay đúng chương nào á, ngay đúng cái vần thơ nào đó thì nó sẽ vận vào cái sự việc, cái cuộc sống của mình đang lúc đó. Thì chắc là mấy cái doanh nghiệp á, lúc mà chuẩn bị đi hối lộ cho mấy quan chức để thực hiện những cái chuyến bay giải cứu mà nghe cái tên thì rất nhân văn mà đứng đằng sau nó là những sự thật động trời á, thì chắc là cũng mở cái cuốn kiều ra để mà bói kiều. Rồi chắc là mấy doanh nghiệp cũng đọc được cái câu á, là phải 300 bạc thì việc này mới xong.
Cho nên là mấy ông doanh nghiệp là phải về coi như đi gom ghém, thậm chí có người đã phải bán nhà bán cửa để mà đi chung chi, để mà thực hiện được những cái chuyến bay giải cứu. Đó là câu chuyện mà xảy ra phiên tòa, vừa có cái phần bi và vừa có cái phần hài. Cái ông Trần Văn Tân, thưa quý vị, theo dư luận trên mạng xã hội á, trên Facebook á, người ta đang râm ran ông này á, thật ra là cháu của bà Trần Thị Nguyệt Thu, là vợ của ông Nguyễn Xuân Phúc, là cựu chủ tịch nước Việt Nam. Và nhân nói về ông Phúc, chắc quý vị cũng nhớ là cái đại án bộ kit xét nghiệm Việt Á. Cái ngày cuối cùng mà ông Phúc nói cái câu và chấp nhận là mình giả áo quan để mà về vườn đó, ông nói một câu như thế này nè: tôi phải khẳng định một lần nữa, tôi và vợ con tôi không có liên quan gì đến cái đại án những cái bộ kit xét nghiệm Việt Á hết á. Nhưng mà dù cho cái lời trần tình như vậy, nhưng mà dân tình, dư luận người ta vẫn còn rất là hoang mang, như thưa quý vị. Và như Hoàng Vy có nói nhiều lần á, cái dù cái bộ kit xét nghiệm Việt Á thật ra nó đâu có khó đến mức độ đó, mà cho đến bây giờ hơn 2 năm đã trôi qua và Việt Nam vẫn nói là đang điều tra, đã điều tra, đang điều tra và sẽ điều tra, nhưng mà mãi vẫn chưa có thể trả lời cho người dân được biết cuối cùng vậy thì ai đứng đằng sau cái bộ kit xét nghiệm Việt Á đó để mà có thể mà thông qua, để mà cho những cái quan chức có thể ăn dày đến mức độ như vậy, thì người dân đang rất là sốt ruột cái câu trả lời này. Trở lại với cái vụ chuyến bay giải cứu đó, thì ông Trần Văn Tân, cái ông mà cứ ra tòa và lẫy kiều như vậy, thì nhiều người cho rằng ông là cháu của bà Trần Thị Nguyệt Thu, là vợ của ông Nguyễn Xuân Phúc. Tuy nhiên là vợ chồng của ông Phúc chưa một lần nào lên tiếng xác nhận hay phủ nhận cái sự việc này. Và cũng còn một cái nhân vật khác phải nói là cũng rất là độc đáo ở trong cái phiên tòa chuyến bay giải cứu, mà qua đó dư luận đó, thưa quý vị, người ta nghe, người ta theo dõi, người ta thấy căm phẫn, người ta thấy bất bình, người ta thấy bực cười và người ta cảm thấy là ngao ngán cho cái câu chuyện đời. Có một cái vị quan chức đó, thưa quý vị, ăn hối lộ rồi đi ra trước tòa, đó là ông Trần Văn Dự, cựu phó cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh của Bộ Công an. Ông dám đứng dõng dạc trước tòa và ông nói một câu như thế này nè: số tôi đen, tôi không may thì giờ tôi trả lại cho nhà nước cũng được, không sao hết. Quý vị nghe, quý vị thấy có chấp nhận được không? Tức là sau khi ông ăn hối lộ, bây giờ ông ra tòa, ông phải nhả ra cái số tiền đó để ông khắc phục hậu quả đó. Ông nói là số tôi đen, không may thì tôi trả lại cho nhà nước cũng được, không sao cả. Và tôi có nói với vợ tôi là em chuẩn bị 3 tỷ, anh sẽ đi nghỉ dưỡng một thời gian rồi anh sẽ về. Họ coi cái chuyện là họ phải đi tù như là một cái kiểu mà một cái cách mà hạ cánh, một cái bãi đáp, chỉ đi vô trong đó nghỉ dưỡng rồi để mà họ trốn tránh cái áp lực của dư luận, nhả ra một vài đồng để khắc phục hậu quả, xong rồi đâu vẫn còn đấy. Bởi vì có thể là cái số tiền ở những cái quan chức này đó, thưa quý vị, đã ăn rất là dày, họ đã tích trữ bao nhiêu năm trời, họ đã mua nhà ở những cái nước tư bản dễ chết như là Mỹ, như là Anh, như là Úc. Cho nên những cái số tiền này á, nó chỉ là muối bỏ bể, hoặc thậm chí là họ chỉ có hy sinh đời bố, củng cố đời con, đi vô tù, nghỉ dưỡng một vài năm, nói như ông Trần Văn Dự như thế này, rồi sau đó họ lại về, lại sống một cái cuộc đời sung túc. Đó là câu chuyện xảy ra ở quan chức Việt Nam. Và đó là lý do mà vì sao những người Việt Nam ở Mỹ khi nhìn về quê hương của mình, mặc dù rất thương, rất nhớ, nhưng mà họ cảm thấy là họ có cái nhìn tiêu cực là cũng từ những cái chuyện tham nhũng này đây, thưa quý vị. Chứ hầu hết ai cũng yêu cái nơi mà chôn nhau cắt rốn của mình. Đó là câu chuyện ở Việt Nam. Bây giờ trở lại ở Mỹ, thưa quý vị. Ngày hôm nay đó, nhân nói chuyện các phiên tòa, thì ngày hôm nay Hoàng Vy cũng đọc được một cái tin, một cái bài báo ở trên Business Insider về một cái tòa án xảy ra ở tiểu bang Oklahoma. Khi mà cái bà tòa có tên là J.C. Sonderstrom này, bà vừa mới đắc cử sau cái cuộc bầu cử được bổ nhiệm vào tháng 11 năm 2022. Và trong cái tháng 7 này nè, là bà xử cái case đầu tiên của bà khi mà được ngồi vô cái vị trí chánh án của quận Lincoln County District của tiểu bang Oklahoma. Và quý vị biết không, bà đã làm cái chuyện phải nói là rất là cũng nói là độc đáo đó, mà ở Việt Nam thì người ta dùng từ, Hoàng Vy thấy hay dùng từ là bá đạo đó, thưa quý vị. Có nghĩa là bà tòa, trong lúc cái phiên tòa đang diễn ra như thế này nè, bà đã làm cái việc là bà ngồi bà bấm phone, bà lướt mạng xã hội, bà lướt Facebook của mình đó, quý vị thấy trên màn hình. Thậm chí nha, còn để luôn cái điện thoại ở trên đùi của mình, rồi lướt phone, thậm chí là cả nhắn tin nữa.
cái hộc của bà mở sẵn là để trong một số tình huống thì thôi cất vô cái hộc để móc ra, để rút ra cho nó tiện. Và tất cả những cái việc làm này đó đã được camera gắn ở trên trần nhà đó, người ta ghi lại. Rồi thư ký của tòa người ta thấy không được. Một cái vị tòa mà ngồi mà xử đang cầm cân nảy mực mà xử án mà làm như vậy là không có được. Cho nên người ta đã report, người ta đã báo cáo lên trên và bây giờ đang có một cái cuộc điều tra đối với bà chánh án JC này. Và cái vấn đề nữa quý vị biết không là bà này bà đang xử cái phiên tòa thứ nhất là đây là cái tòa, đây là cái case đầu tiên trong cái sự nghiệp chính trị mà khi bà ngồi vào. Sự nghiệp làm tòa án khi mà bà ngồi vào cái vị trí chánh án của mình. Trước đó bà nói rằng tôi rất là cam kết với lại cái ngành tòa án rồi. Tôi có kinh nghiệm dày dặn trong xử những cái vụ hình sự và tôi nghĩ rằng tôi sẽ làm cái việc này rất là tốt. Và bây giờ đây là cái case đầu tiên đây. Và ngay cái ca đầu tiên mà bà xử thì bà xử cái vụ phải nói là nó không có đơn giản đâu. Đó là về một cái câu chuyện về một người đàn ông 32 tuổi có tên là Christian Tyler Maso đã đánh cái đứa bé 2 tuổi là con riêng của bạn gái mình á và đánh cái đứa nhỏ này đến chết. Đó, bà xử một cái case như vậy đó. Và khi mà bà ngồi bà nghe ví dụ như phần luật sư trình bày cái quan điểm, hai bên trình bày quan điểm của mình, rồi bào chữa, rồi cả những cái lời khai của nhân chứng thì bà lại đang lướt phone thôi quý vị. Mà còn giả mang hơn, theo những cái hình ảnh mà người ta ghi nhận đó, trong lúc mẹ của nạn nhân là cái cô bạn gái mà có đứa con 2 tuổi mà bị hung thủ, bị nghi can đánh tới chết đó, đang trình bày và người ta đang bật khóc. Người ta đang khóc, người ta trình bày với tòa thì bà chánh án Tracy thản nhiên và vô tư và bà ngồi bà lướt Facebook. Bà ngồi bà lướt Facebook rồi bà nhắn tin. Thế thì á, mà mặc dù cái phần đầu phiên tòa theo báo chí tường thuật lại đó, bà còn yêu cầu bồi thẩm đoàn đó thưa quý vị, là quý vị phải để phone bên ngoài hoặc là phải tắt hết phone để mà không có bị distract, không có bị sao nhãn, rồi để mà chú tâm để nghe những cái chứng cứ, nghe những cái lời khai của nhân chứng đã khai ngay tại phiên tòa để mà có thể đưa ra những cái quyết định của mình. Vậy mà bà làm gì? Bà đang lướt Facebook. Bà lướt Facebook thưa quý vị. Đó là cái câu chuyện mà bây giờ đang gây ra một cái sự phẫn nộ rất là lớn về một cái chánh án mới toanh, mới ngồi vô vị trí của mình và đang phải cầm cân nảy mực xử một cái vụ án cũng phải nói là rất là quan trọng như vậy. Nhưng nói về nữ chánh án thưa quý vị thì truyền thông ngày hôm nay thực ra là từ cuối tuần cho đến bây giờ người ta vẫn đang nhắc lại một cái spotlight đối với bà chánh án liên bang là bà Eileen Cannon đang cầm cân nảy mực và xử cái vụ cựu tổng thống Donald Trump bị Bộ Tư pháp, cụ thể là ông công tố viên đặc biệt ông Jack Smith đó, thưa quý vị, truy tố cựu tổng thống Donald Trump về cái vụ hồ sơ mật ở Mar-a-Lago. Quý vị đã biết rồi, bà Eileen Cannon đang được chú ý rất là nhiều. Với cái hôm thứ Sáu, bà đã đưa ra một cái phán quyết cuối cùng là như vậy thì cái phiên tòa xử ông Trump về cái vụ hồ sơ mật này nè sẽ diễn ra là vào ngày 20 tháng 5 năm 2024. Coi như là bà không có đáp ứng yêu cầu bên phía ông Trump là đòi dời ra sau bầu cử, mà bà cũng không có trả lời, không có đáp ứng thỏa mãn đối với bên Bộ Tư pháp, với bên Jack Smith đó, là phải diễn ra cái phiên tòa vào tháng 12 này hoặc là càng sớm càng tốt. Bà chọn cái khung ở giữa. Và như chúng tôi có nói đó là cái thời điểm này là nó cũng đồng thời xảy ra những cái cuộc bầu cử sơ bộ trong đảng Cộng hòa ở một số tiểu bang. Cho nên là cái phán quyết của bà đưa ra đó thưa quý vị thì nhiều người nói nó có thể là cũng gây ra ít nhiều những cái gọi là bất lợi đối với cựu tổng thống Donald Trump hay không thì chúng ta phải chờ xem trong cái thời gian sắp tới. Nhưng mà có một cái tin tốt cho cựu tổng thống Donald Trump thưa quý vị, một cái good news cho cựu tổng thống Donald Trump trong cái câu chuyện này, đó là bà chánh án Eileen Cannon bà đã tuyên bố rằng như vậy thì bồi thẩm đoàn sẽ được lựa chọn từ cái quận hạt có tên là Fort Pierce, bà ấn định luôn là sẽ lựa chọn những cái nhân vật mà ngồi vô bồi thẩm đoàn và sẽ đưa ra cái phán quyết cuối cùng á, là cựu tổng thống Donald Trump có tội hay không có tội trong cái câu chuyện hồ sơ mật này là đến từ cái khu vực là Fort Pierce. Mà cái khu vực này á, thưa quý vị, trong cái cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 á, cái quận hạt này có 72% cử tri là bầu cho cựu tổng thống Donald Trump. 72% coi như là ông Trump nhìn thấy là có ngay trước mắt là một cái thuận lợi ngay trước mắt đã.
có một cái thuận lợi ngay trước mắt. Quý vị nhớ trong cái vụ ở Manhattan đó, khi mà công tố viên ông chánh biện lý Alvin Bragg kiện cựu tổng thống, truy tố cựu tổng thống Donald Trump cũng ra tòa với cái tội hình sự liên quan tới việc mà trả tiền bịt miệng cho cô Stormy Daniel. Chuyện đó nó vẫn, cái case đó nó vẫn còn đang diễn ra, và tháng 3 năm sau là sẽ diễn ra cái phiên tòa chính thức đó, thưa quý vị. Thì ông Trump có lời phàn nàn, nói rằng là ông đòi đưa cái case đó là về Florida đi, bởi vì Florida cái base của ông rất là lớn, người ủng hộ ông rất là nhiều, cho nên những cái vị mà ngồi vô bồi thẩm đoàn đó sẽ được lựa chọn là phần nhiều có thể là sẽ có cái những người ủng hộ ông. Còn ở Manhattan đó, thưa quý vị, thì hầu hết đó, đều là những cái cử tri là theo dân chủ hay là theo cấp tiến, cho nên ông Trump thấy bất lợi. Nhưng mà làm sao mà ông dời được khi mà cái vụ này là do chánh biện lý ở Manhattan là ông Alvin Bragg, đây là cái quy mô ở quận hạt ở tiểu bang, ông không có cách nào để mà có thể thay đổi được cái chuyện đó. Nhưng mà bây giờ đây, cái vụ mà làm cho ông cảm thấy rất là nguy hiểm là vụ hồ sơ mật và cả cái vụ đảo ngược kết quả bầu cử và bạo loạn quốc hội 6 tháng giêng. Hai cái hồ sơ này đều do ông công tố viên đặc biệt ông Jack Smith phụ trách và đưa ra, và sắp tới có thể cựu tổng thống Donald Trump sẽ bị truy tố liên quan đến việc đảo ngược kết quả bầu cử đó, thưa quý vị. Bởi vì hôm chủ nhật tuần trước chúng tôi cũng có gửi tin quý vị rồi, ông Jack Smith đã gửi một cái lá thư đến cho cựu tổng thống Donald Trump và thông báo rằng á, ông Trump chính là cái target, họ nhắm vào ông Trump trong cái cuộc điều tra này. Và ông cũng tuyên bố trên mạng xã hội đó, ông nói là có lẽ là sắp tới tôi sẽ bị truy tố. Nhưng mà trở lại cái câu chuyện này, cái câu chuyện hồ sơ mật ở Mar-a-Lago, xem như đầu tiên là ông được cái phần thắng đã, là bởi vì cử tri bồi thẩm đoàn là đi đến từ cái quận hạt là 72% là bầu cho cựu tổng thống Donald Trump. Và nhiều người cho rằng bà Eileen Cannon á, là một người do cựu tổng thống Donald Trump bổ nhiệm. Bà vừa mới ngồi vào cái ghế này cũng mới toanh như cái bà chánh án JC ở Oklahoma khi nãy đó, thưa quý vị. Cũng là, bà Eileen Cannon mới ngồi vào cái ghế này từ năm 2020 thôi. Và quý vị nhớ là ngay từ đầu cái vụ hồ sơ mật này, bà đã đưa ra cái phán quyết mà làm cho cái giới luật phải nói người ta cảm thấy rất là bất bình. Và chính Bộ Tư pháp cũng phải khiếu kiện lên tòa trên để đảo ngược cái lời phán quyết của bà Cannon, là vì bà không cho Bộ Tư pháp được quyền đụng vô những cái hồ sơ mật mà FBI đã lấy về từ Mar-a-Lago. Bà nói là phải có công tố viên đặc biệt, Special Master, đứng ra để mà coi những cái hồ sơ này và không cho Bộ Tư pháp được đụng vào. Cái yêu cầu đó là đến từ phía cựu Tổng thống Donald Trump, và bà đã đáp ứng ông Trump về cái điều đó. Thì ngay sau đó dư luận người ta rất là bất bình. Và kỳ này nè, nhiều người nói rằng có thể là bà cũng sẽ thể hiện ra ít nhiều cái sự chí công vô tư của mình chăng. Nhưng mà bên cạnh đó cũng có nhiều người nói rằng bà vẫn còn những cái điểm mà có thể sẽ có những cái thiên vị hay là giúp sức cho bên phía cựu tổng thống Donald Trump trong cái hồ sơ này, thể hiện ở chỗ thế này. Khi mà lựa bồi thẩm đoàn đó, thưa quý vị, thì sẽ có hai bên luật sư của cựu tổng thống Donald Trump và bên công tố là đến từ Bộ Tư pháp cùng với bà tòa là bà Eileen Cannon để mà lựa chọn. Thì thường lựa bồi thẩm đoàn rất là kỹ lưỡng, ví dụ như họ sẽ phỏng vấn là cái quan điểm chính trị như thế nào, có ủng hộ cựu tổng thống Donald Trump hay là ủng hộ bên phía đảng Dân Chủ hay như thế nào. Nếu như bất kỳ một người nào mà có một cái thiên kiến về chính trị, ghét Trump hay là ủng hộ Trump thì thường sẽ bị loại ra, bởi vì họ không muốn là có những người mà có những cái ý kiến, định kiến hay thiên kiến về chính trị ngồi vào những cái chiếc ghế để rồi sau này đưa ra cái phán quyết cuối cùng. Nhưng mà trong trường hợp của bà Eileen Cannon, có thể là bà sẽ du di, bà sẽ bỏ qua những cái tín hiệu để cho thấy rằng ồ, cái ông đó, bà đó đó là có cái quan điểm là ủng hộ đối với cựu tổng thống Donald Trump, bà sẽ bỏ qua những cái giai đoạn sàng lọc đó và cho ngồi vào cái chiếc ghế bồi thẩm đoàn. Hay bà Eileen Cannon có thể sử dụng cái quyền lực của mình, của một cái vị chánh án đó, để mà có thể quyết định được là cái vật chứng nào, cái bằng chứng nào có thể được sử dụng tại tòa, bằng chứng nào có thể là bỏ qua. Hoặc thậm chí là bà có thể sẽ đưa ra hướng dẫn cho các vị bồi thẩm đoàn khi mà trước khi mà họ cân nhắc để mà đưa ra cái phán quyết cuối cùng về cái câu chuyện này đó, là bị đơn đó là người có tội hay không có tội đó,
thì bà tòa sẽ có quyền đưa ra cái hướng dẫn bồi thẩm đoàn hãy nên cân nhắc những cái chứng cứ như thế này, nên cân nhắc những cái lời khai như thế này để mà suy xét trong các quá trình đưa ra quyết định của mình. Thì nhiều người nói rằng, thưa quý vị, bà Ellen Cannon vẫn còn những cái kẽ hở, vẫn còn ở những cái chỗ để mà có thể dùng cái quyền lực của mình để giúp sức cho cựu Tổng thống Donald Trump trong cái câu chuyện này, nếu và chỉ nếu chúng ta không chắc rằng bà Ellen Cannon có một cái sự, một cái định, một cái thiên kiến và một cái sự ủng hộ đối với cựu Tổng thống Donald Trump. Và Hoàng Vy xin phép được trở lại sau ít phút dành cho thương mại.